Xin chào các bác nhá. Có nhiều bác hỏi bảo là những cái vùng đất nào ấy là không nên trồng cây quế, thì hôm nay em sẽ đưa ra là những cái vùng đất, những cái loại đất ấy là không nên trồng cây quế, để cho các bác mà xem là cái đất của mình có nên trồng không. Đó. Thì bây giờ em sẽ quay lại để cho các bác xem là loại đất nào là không nên trồng cây quế nhá. Đó, thứ nhất là loại đất mà có nhiều cái đá như thế này này. Đấy, các bác nhìn nhé. Ui, nhiều đá như này thì không nên trồng cái cây quế đâu. Bởi vì cái cây quế thì nó là phù hợp với loại đất gọi là đất thịt nhiều hơn mà không ít đá. Nhưng mà đá như này ấy thì nó rất là nóng luôn. Đó, các bác bây giờ các bác thử nhìn cái cây quế ở đây nhé. Đây này, thấy chưa? Nó không lên được ấy, nó cứng như là gì á. Đấy. Mà cái này là trồng khoảng đầu năm rồi mà mới lên được bằng này thì đâm ra là rất là không tốt này. Nó rất là nhiều đá luôn. Đá như này thì rất là nóng nha. Nóng thì cái cây quế sẽ không mọc được. Đấy nha, bây giờ để cho các bác đi vùng đất mà có nhiều đá nhiều quá thì là không nên trồng đâu. Đó, không nên trồng cái cây quế đâu. Đó. Đây, nhìn này. Quế ở đây xấu quá. Trồng như này thì người ta trồng đầu năm thì đã cao bằng ngực rồi mà bây giờ cái cây này nó lại vàng vàng như này cơ. Thấy chưa? Thì cái loại đất này thì chỉ phù hợp trồng cây na thôi. Đó, trồng cây na thì nó phù hợp này. Nó nhiều đá lắm. Đó. Thì loại đất đất phù hợp cho cái trồng cây quế thì là nó phải đất đen và ít đá cơ. Đó, ít đá. Hoặc là đất đỏ nhưng mà nó lại mưa nhiều, đấy, ẩm, độ ẩm cao đi, thì nó mới trồng tốt. Còn ở đây đất là khô, sau đó lại nhiều đá quá thì nó lại không phù hợp. Nó, đấy, không phù hợp cho cái trồng cái cây quế. Đây này, có một cây khá to nhưng mà nó cong cong keo keo, rất là nhiều sâu bệnh luôn. Đấy, đấy là em... em đã đưa ra để cho các bác xem là loại đất như nào thì nên trồng ở cái vùng mà vùng gọi là cái vùng ở khu vực vừa rồi có một bác mua quế với em ở vùng Cần Thơ ấy, đất phù sa ấy trồng rất là tốt luôn. Đúng không? Đất phù sa trồng cực kỳ tốt luôn mà nó lại cao cao rất là nhanh mà trồng cùng lứa với cái cây này luôn mà đầu năm ấy mà cao bằng ngực của em rồi. Đấy. Đất mình cũng phải xem là cái loại đất nào phù hợp thì mình mới trồng đối với loại cây cái quế, không thì lấy về nó lại phí quá các bác ạ. Đó. Phí quá, trồng như này thì không thành đâu. Đấy, trồng như này khi nào mới thành được cái cây quế, người ta làm tầm khoảng một năm thì đã cao gần bằng ngực rồi mà bây giờ thì cây này mới có được 20-30 phân, còn chưa bằng cái cây cây trồng, cây ươm ở trong vườn. Nó trồng một năm mà còn chưa bằng cái cây ươm ở trong vườn. Nó rất là xấu luôn. Cây nào cũng vàng vàng như này thì là không thành rồi. Đó. Rất nhiều đá quá. Đá ở đây là tại sao mà gọi là cái quế không ưa. Bởi vì đá thì nó lại nóng. Khi mà nắng lên thì bắt đầu nó nóng. Và cái chất đất ở đây là nó rất là xấu. Chất đất không có chất dinh dưỡng. Đó. Mà cây quế thì nó lại ưa cái thời tiết nó gọi là mát và ẩm. Đấy, thời tiết mát mà đặc biệt là những cái vùng nào mà vùng gọi là như là trong ở trong cái thung lũng cơ. Thung lũng thì và cái đất thì gọi là đất nói chung đất thịt, đất đen này không có nhiều đá như này đâu thì nó mới tốt được. Đấy, trồng như này thì không thành đâu, không ăn thua đâu. Tốt nhất thì không nên trồng loại cây này. Đó. Thì nên trồng loại cây khác đối với loại đất như này nhá. Đó, xin chào các bác nhá.